Xin chào, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay là ngày đầu năm này cả nhà. Thì ngày hôm nay đã là ngày 2 tháng 1 rồi, ngày đầu năm của năm 2021. Thì hiện tại là tầm khoảng 6:37 sáng. Và sáng sớm nay mình dậy sớm là để đi chợ với mẹ, và cũng như là để xem coi chợ hóc môn ngày đầu năm thì sẽ như thế nào ha cả nhà. Cái hồi mà ngày 1 tháng 1, ngày Tết Tây á cả nhà, thì nhà mình không có đông đủ thành viên trong gia đình, cho nên là mẹ mình cũng không có nấu món gì đặc biệt hết trơn á. Hôm nay thì có anh chị hai về chơi, cho nên là mẹ mình mới kêu mình đi chợ với mẹ để nấu một bữa cơm gia đình, có đầy đủ thành viên trong gia đình nấu bữa cơm đầu năm. Bây giờ thì mình đi chợ thôi. Sáng ngày hôm đó mình đi chợ thì trời rất là lạnh, tầm khoảng 22 độ, 23 độ gì đó. Với lại lúc đó mình đi chợ sớm á cả nhà, cho nên là đường cũng còn vắng, cho nên là cái cảm giác mà lạnh đó nó còn lạnh hơn như vậy nữa. Và sớm quá cho nên là những cái cửa hàng người ta chưa có mở cửa, và nhà của người ta chưa có ngủ dậy luôn. Và hai mẹ con mình phải đi chợ sớm rồi, tại vì đi chợ ngày đầu năm mà. Chợ Hóc Môn ngày đầu năm á thì mình thấy là hôm nay có vẻ là hơi vắng, tại vì mình nghĩ là chắc là người ta đi đón giao thừa hay là người ta đi chơi lễ Tết Tây á, chưa có về hay sao ấy, cho nên là khu chợ Hóc Môn có hơi vắng vẻ so với bình thường một chút xíu. Nhưng mà tại vì đầu năm á cho nên là người ta đi vậy thôi, chứ tầm khoảng mà gần cuối năm Tết ta cả nhà thì khu chợ sẽ rất là náo nhiệt luôn, sẽ rất là đông chứ không có vắng gì vậy đâu. Hiện tại là bây giờ là 7 giờ sáng rồi mà nhiệt độ vẫn là 22 độ C. Theo như mình thấy thì khu chợ ngày hôm nay thì khá là vắng, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ đi ăn sáng trước, sau đó thì mình sẽ đi chợ sau, để chờ các cô chú dọn hàng ra đông đông ấy, thì mình sẽ đi chợ. Bây giờ thì mình dẫn mọi người đi ăn sáng nha. Thì đây là cái khu ăn uống ở trong lòng chợ Hóc Môn. Thì ở trong chợ Hóc Môn có nhiều khu ăn uống lắm, nhưng mà mình thấy là người ta hay đi cái khu ăn uống này để ăn sáng cả nhà. Tại vì trong đây bán rất là nhiều món đa dạng lắm, từ món chay cho tới món mặn luôn. Món chay thì có cơm chay nè, hủ tiếu chay, bánh ướt chay, rất là nhiều món. Có phở nữa, có hủ tiếu nè, có bún bò Huế. Rồi nói chung là những cái tất tần tật những cái món ăn sáng thì trong cái khu ăn uống này là đều có hết. Thì một bên á là để bán đồ ăn, một bên thì mình có thấy người ta bán chè nè, sữa bò nè, nước nè, xinh xăm xinh xáo rất là nhiều ha. Còn hôm nay thì mình sẽ chọn món bánh cuốn nóng để ăn sáng, tại vì lâu lắm rồi mình mới ăn bánh cuốn. Bình thường những cái món nước như phở, bún bò Huế hay là hủ tiếu gì á là ở nhà mẹ mình cũng hay nấu, nhưng mà lâu lắm mà mình chưa ăn bánh cuốn lại, cho nên là hôm nay mình sẽ đi ăn bánh cuốn. Thì một phần một dĩa như vậy là 20.000, nhưng mà nếu như mà cả nhà sợ ăn không hết á thì cả nhà có thể kêu người ta bán một phần 15.000. Cái phần bánh cuốn mà dì làm á thì cái phần nhân thì dì cho rất là nhiều, cho nên là mình ăn là mình no tới trưa luôn á cả nhà. Với lại cái nước dùng á, nước mắm mà để ăn chung với lại bánh cuốn và chả giò á cả nhà, thì dì làm không có quá mặn cũng không có quá lạt, nói chung là rất là vừa miệng và ăn rất là ngon. Ăn sáng xong á thì mình đi chợ với mẹ mình nè. Và hôm nay thì mẹ mình nấu món bún riêu cua, cho nên là mẹ mình đang lựa mấy con cua đang nhô ở trong cái thào này cả nhà, để về nhà xay ra để làm riêu cua ấy. Với cái thực đơn ngày hôm nay thì chắc chắn là phải có tàu hũ chiên rồi cả nhà. Và ngày hôm nay thì mẹ mình mua tàu hũ chiên sẵn ở ngoài chợ, mình về mình chỉ thả vô nồi mình nấu thôi, rất là tiện. Nhưng mà nếu được thì cả nhà cứ mua tàu hũ trắng ấy, xong rồi về cả nhà chiên thì nó sẽ bớt cái lượng dầu mà mình tiêu thụ hơn. Tại vì ở ngoài chợ thì người ta hay chiên ngập dầu ấy, cho nên là nó sẽ rất là gắt dầu. Thì mẹ mình có mua vài lạng thịt heo xay sẵn như thế này nè cả nhà. Xong rồi mẹ mình về mình sẽ vo tròn lại, vo thành cục á, để thả vô cái nồi bún riêu. Ăn thì có thịt thì nó sẽ, nước dùng nó sẽ ngọt ngọt hơn. Thật ra thì nếu như mà cả nhà nấu với lại riêu cua hồi nãy á thì nước dùng cũng rất là ngọt rồi, nhưng mà nếu như mà ăn có thịt vô thì nó sẽ ngon hơn.
Này mình đang lựa mấy trái cà chua nữa nè. Và cả nhà có thấy cái màu trái cà chua mà lên hình ảnh như thế này á thì rất là đẹp không cả nhà? Nó kiểu nó nhìn cái trái cà chua thấy nó ngon ghê luôn ý. Và mua thêm một bịch rau nữa để về ăn chung với lại cái tô bún riêu của mình. Vậy là xong rồi đó cả nhà. Bây giờ thì mình về nhà mình nấu thôi. Rồi. Rồi. Múc lại cái nó vô tiếp. Đây à. Đó lượt chừng nào có nước cua ở trong nè. Thì cua mà khi cả nhà mua về cả nhà xay á thì cả nhà phải rửa cho thiệt là sạch, lọc qua những cái nước như thế này nè cả nhà. Lọc khi nào mà nước nó trong thôi ấy, là mình sẽ sử dụng cái nước này. Đợi bắt cái nồi lên cho nó sôi lên thì nó sẽ nổi những cái riêu cua lên ấy. Cái này là mình mới biết luôn á, chứ hồi đó giờ mình ăn thôi mình cũng không biết là nó sẽ như vậy ấy. Hồi nãy mua ở ngoài chợ nè. Nên để xem người ta xay sẵn cho nó. Không, bầm. Mình nãy có quay khúc xay rồi. Mình chọn với trứng cho nó kết lại hả mặn. Với gia vị tiêu rồi đó, mặt niêm chút, tiêu chút niêm. Vừa ăn cái miếng chả. Chưa đâu đi, để coi lên cái đó. Quay mất thời gian. Cho nó chặt rồi đây, coi gì chứ nó dính hết á. Thôi. Bây giờ, đây nè. Đó. Cua đùng lên rồi ha, cái nước cũng trầm lại ha. Vậy hả? Ờ. Sao mới biết tôi chắc. Mới biết luôn. Tại ăn hoài. Nhiều quá cũng ngu lắm. Chút ở trong vắt lại luôn. Vậy hả? Ừ. Trời, gì không nói biết đâu. Chứ mình lúc đầu thấy nước đục thấy ghê ha. Thấy không? Giống tổ hủ ha. Đừng. Ai mà muốn ăn xác cua sớ thì dớt ra. Đó, giờ bắt đầu xôi nè. À, xôi, xôi, thả thịt vô. Thả thịt vô. Thả vô. Ừ. Chưa xong nữa hả? Đúng rồi, nãy thấy tao dùng muỗng hả? Khoai nè. Thả vô, thả vô. Cái này là phải chăm thêm nước lèo. Đúng không nè? Ừ, đúng rồi. Vậy là bún riêu cua hay là canh bún đi? Này cũng muốn ăn cái gì cũng được. Mẹ con thấy nó có giấm giấm nha. Trời ơi, nghe cái mùi giống như cái mùi canh mà hồi nhỏ con ăn cấp 1 á. Tao. Gì vậy, gì vậy? Gạch cua. Trời luôn. Cái vừa ngon mà vừa có mà. Biết hồi nhỏ cái xào cái chảo bự nó không có phù hợp. Xào chảo thơm. Cái này phải xào để thơm phải không? Không mới được. Nó không có mì tâm. Thơm thì thơm thôi. Okay. Thơm. Thơm quá trời thơm. Okay, okay. Nước đen luôn. Cả bên tức thơm rồi đó. Có thể tắt máy cũng được, bây giờ nó sử dụng dài quá. Rồi.
đó, cái này tắt cũng được. Không, để từ từ. Em lại xả nước đi. Để tao cắt cho. Cắt ít miếng, ít miếng thôi. 4-5 miếng à. Phải 5 miếng. Đây còn mấy món nữa thả vô nó nè. Bật lửa mạnh lên đi. Biết luôn. Mấy cái này đã thành sản phẩm chín rồi phải không? Nó chín đó. Ra thả vô. Chín. Chín. Ủa mà gạch tôm nào phải không? Từ từ, từ từ. Tính ra mình thấy nấu bún riêu cũng nhanh đó cả nhà. Tại vì nó chỉ tốn thời gian cái phần lật rau nè, rửa rau rồi bào rau muống để ăn chung với lại tô bún riêu của mình thôi. Chứ những cái nguyên liệu để nấu cái nồi bún riêu thì nó cũng khá là đơn giản, và nó cũng không có cầu kỳ gì nhiều hết trơn á, và nấu cũng rất là lẹ luôn. Cả nhà có thấy tô bún riêu nè siêu to, siêu chất lượng không? Có huyết nè, có tàu hũ nè, có cà chua nè, còn có thịt viên nữa. Trời ơi, còn có riêu cua nữa cả nhà. Ăn chung với lại rau sống, với lại mắm tôm nè. Nếu mà ai không ăn mắm tôm thì có thể ăn với lại nước mắm nè, nước mắm mặn ấy. Nói chung là rất là ngon. Đó giờ là mình chỉ ăn bún riêu của mẹ mình nấu thôi, chứ cũng ít khi nào mà ra ngoài đường ăn lắm. Tại vì kiểu ăn của mẹ nấu riết quen rồi á, với lại cũng an toàn vệ sinh hơn. Thì rau sống mà ăn với lại món bún riêu á, là có rau muống bào nè. Rau muống này là mẹ mình mua về, mẹ mình tự bào luôn á cả nhà, và rửa rất là sạch nha. Có rau thơm nữa. Nặn thêm miếng tắc vô cái chén mắm tôm nè. Sau đó thì phải có miếng ớt nữa nha cả nhà, thì ăn nó cay cay, ăn nó mới ngon. Sau đó thì mình sẽ nêm mắm tôm trực tiếp vô cái tô bún riêu của mình luôn. Nói chung là ngon lắm. Đang ngồi edit video mà rất là đói bụng nha. Hồi nãy là mình quay cho cả nhà xem một cái tô bún riêu thiệt là bự luôn. Và cái tô đó là dành cho ba mình, chứ mình không thể nào mà ăn hết cái tô đó được. Mình chỉ ăn tô nhỏ thôi, tại vì mình cũng đang trong quá trình giảm cân ấy. Sau bao nhiêu cái clip nấu ăn cho cả nhà, rồi ăn uống review cho cả nhà, thì mình đã mập lên rất nhiều. Cho nên là mình cũng phải đang giảm cân nè, để kịp mặc đồ đẹp để đi ăn Tết nữa cả nhà. Video ngày hôm nay, vlog ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Và cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi hết vlog này nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những vlog tiếp theo. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nè. Nhớ nhấn chia sẻ nữa để ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.